Xin chào các bác, em tiếp tục cặp kho pin mặt trời công suất 100W và 150W mono để phục vụ các bác lắp những hệ điện mặt trời công suất nhỏ hoặc là các bác lắp đèn năng lượng mặt trời. Đây là tấm 100W. Và đây là tấm 150W. Tất cả đều là pin mono các bác nhé. Cell A rất là đẹp ạ. Những tấm pin mới sản xuất bây giờ hầu hết đều sử dụng cái tấm kính chống bám bụi. Nên các bác nhìn lớp kính rất là bóng này. Cell đẹp lắm ạ. Ngoài ra thì cell thì không bị cắt góc nữa. Để tăng cái diện tích của cell lên. Đây là tấm 150W. Đây là tấm 100W. Tất cả đều hàng chính hãng Solar MB. Đây là mặt sau của hai tấm pin ạ. Đây là mặt sau của tấm pin 100W. Pin là pin mono các bác nhé. Công suất là 100W. Điện áp hoạt động là 18,4V, dòng là 5,43A. Đấy, pin là pin class A các bác nhé. Đấy, đầy đủ các cái chứng chỉ kỹ thuật này. Ngoài ra thì có mã QR để các bác quét nguồn gốc xuất xứ và trung tâm bảo hành. Đây là số series, năm sản xuất là năm 2021 các bác nhé. Còn đây là tấm pin 150W. Công suất là 150W. Pin mono. Hàng chính hãng Solar MB. Công suất là 150W. Điện áp hoạt động là 18,4V. Dòng là 8,15A. Trọng lượng là 9,5kg. Kích thước là 1270x674x35. Đấy, khung nó rất là dày, 35cm ạ. Pin class A. Cũng đầy đủ các chứng chỉ kỹ thuật và mã QR. Pin công suất nhỏ thì các bác nên chọn những cái tấm 100 hoặc là 150 để dùng cho nó thoải mái ạ. Cũng rất là, những cái tấm này cũng rất là thông dụng. Đấy, giá thì em sẽ để công khai. Các bác quan tâm thì có thể liên hệ trực tiếp với em theo số điện thoại và Zalo em để dưới phần mô tả. Cảm ơn các bác đã quan tâm. Xin chào các bác.